Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Điểm báo Online. Điểm báo Online ngày 23 tháng 8 năm 2017 sẽ có những thông tin chính sau đây. Thông tin đầu tiên, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hội kiến các nhà lãnh đạo Indonesia. Ngày 22 tháng 8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến sân bay quốc tế Sukarno-Hatta ở thủ đô Jakarta bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Indonesia theo lời mời của Tổng thống Widodo. Đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay có Bộ trưởng Thương mại Enggantiano Lukita, đồng chủ tịch Ủy ban Hỗn hợp Hợp tác Kinh tế Khoa học Kỹ thuật Indonesia-Việt Nam cùng nhiều quan chức Indonesia, Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn, Đại sứ trưởng Phái đoàn Đại diện Thường trực Việt Nam tại ASEAN Nguyễn Hoàng Năm, cùng đông đảo cán bộ, nhân viên đại sứ quán, đại diện cộng đồng và doanh nghiệp Việt Nam tại Indonesia, theo Nhân dân đưa tin. Cơ chế đặc biệt cho giáo viên giỏi được không? Nhiều người cho rằng giáo viên giỏi muốn rời trường công sang trường tư chỉ vì mức thu nhập hậu hĩnh. Nếu thế thì họ đã vô tình hạ thấp danh dự của nghề cao quý này. Theo dõi vấn đề vì sao giáo viên giỏi rời trường công và giải pháp nào giữ chân giáo viên giỏi ở lại trường công, có nhiều ý kiến tôi tán thành nhưng cũng có không ít đề xuất tôi hoàn toàn không đồng ý. Vì sao lại như vậy? Chi tiết có trên Tuổi Trẻ. Sau điều chỉnh, giá cước Uber chênh lệch thế nào so với taxi truyền thống? Giá cước taxi Uber đang dần bám sát với giá của các hãng taxi truyền thống như MyLink, Vinasun hay Hoàng Long. Giá cước taxi Uber tương đương với hơn 73% giá cước taxi truyền thống. Mới đây, đại diện của hãng Uber Việt Nam thông báo sẽ tăng cước phí đối với dòng ô tô phổ thông lên mức 8.500 đồng trên 1 km kể từ ngày 24 tháng 8. Cước phí theo thời gian là 300 đồng một phút. Kể từ năm 2016, giá cước tối thiểu cho mỗi chuyến đi khi dùng dịch vụ của Uber tăng từ 5.000 đồng lên 15.000 đồng trên một chuyến. Cước phí theo quãng đường tăng từ 5.000 đồng lên 7.500 đồng trên 1 km và nay là tới 8.500 đồng trên 1 km. Mức chiết khấu sử dụng dịch vụ đối với taxi là 25%, chi tiết được đăng tải trên Việt Nam Mới. Cả 3 vụ kiện Chủ tịch tỉnh Lào Cai bất ngờ bị tạm đình chỉ, người dân phản ứng gay gắt. Sau một thời gian dài chờ đợi thêm cả một lần bị tạm hoãn, phiên tòa xét xử 3 vụ án Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai bị người dân khởi kiện ra tòa được dư luận đặc biệt quan tâm. Thế nhưng trong ngày 22 tháng 8, Hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Lào Cai đã bất ngờ ra quyết định tạm đình chỉ cả 3 vụ kiện khiến nhiều người tham dự phiên tòa phản ứng gay gắt, Dân trí thông tin. Khu tượng đài 1,7 tỷ đồng ở Bến Tre xây chưa xong đã sạt lở công trình tượng đài. Đại đội săn tàu ở huyện Gồng Chôm sắp hoàn thành thì bị sạt lở, sắp trôi xuống sông Hàm Luông. Chiều ngày 23 tháng 8, phần sạt lở khu tượng đài đại đội săn tàu dài khoảng 20m ăn sâu vào đất liền 1-3m, tường bó vào nền bê tông sụp xuống sông Hàm Luông. Nhiều đoạn nền bị khuét hàm ếch, cát đất tiếp tục sạt lở. Đơn vị thi công đã dùng cây dừa, cừ tràm để gia cố nhưng vẫn không hiệu quả, theo VN Express đưa tin. Ocean Group đăng ký bán 32 triệu cổ phiếu OCH để trả nợ Ngân hàng Quốc dân. Công ty cổ phần tập đoàn Đại Dương Ocean Group mã OGC vừa công bố thông tin về việc đăng ký bán 32 triệu cổ phiếu OCH của công ty cổ phần khách sạn và dịch vụ Đại Dương. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch là từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 24 tháng 9 thông qua phương thức giao dịch thỏa thuận, khớp lệnh hoặc giao dịch ngoài hệ thống. Hiện OGC đang là công ty mẹ, sở hữu hơn 111 triệu cổ phiếu OCH, tương ứng tỷ lệ là 55,53%. Nếu giao dịch thực hiện thành công, OGC sẽ giảm sở hữu tại OCH xuống còn 39,5%. Kết quả phiên giao dịch ngày 22 tháng 8, giá cổ phiếu OCH ở mức 9.800 đồng trên một cổ phiếu, ước tính số tiền Ocean Group thu về khoảng 313,6 tỷ đồng. Mục đích thực hiện giao dịch là xử lý tài sản đảm bảo theo hợp đồng cầm cố với Ngân hàng Quốc dân. Thông tin được đăng tải trên Vietnambit. Phó Chủ tịch Thanh Hóa vạch lỗi môi trường lọc hóa dầu Nghi Sơn. Theo kế hoạch đến quý 1 năm 2018, nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn, Thanh Hóa sẽ vận hành thương mại, tuy nhiên đến nay các hạng mục bảo vệ môi trường vẫn chưa đảm bảo. Vừa qua, ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn lọc hóa dầu Nghi Sơn về tình hình thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, tài nguyên nước, ứng phó sự cố tràn dầu, phòng cháy, chữa cháy, an toàn phóng xạ và hóa chất. Phó Chủ tịch đã có kết luận về việc đơn vị này chưa đảm bảo các hạng mục bảo vệ môi trường, Vietnamnet đưa tin.
Vụ phong giáo sư. Sau 5 ngày vào hội, ca sĩ Ngọc Sơn được cấp bằng khen. Ngày 3 tháng 8, ca sĩ Ngọc Sơn ký đơn xin gia nhập Hội Nghệ Nhân và Thương hiệu Việt Nam thì chỉ 5 ngày sau, ngày 8 tháng 8, anh đã được hội này cấp bằng khen với chức danh giáo sư âm nhạc. Theo đơn đăng ký gia nhập Hội Nghệ Nhân và Thương hiệu Việt Nam, trong phần chức vụ nghề nghiệp chuyên môn, Ngọc Sơn ghi danh ca, nhạc sĩ, giáo sư âm nhạc. Và trong đơn Ngọc Sơn gửi tham gia hội được ký vào ngày 3 tháng 8, thì chỉ 5 ngày sau, ngày 8 tháng 8, anh đã được cấp bằng khen vì đã có nhiều hoạt động xuất sắc trong công tác xây dựng thương hiệu vì sự nghiệp bảo tồn phát triển di sản văn hóa Việt Nam. Bằng khen được ký vào ngày 8 tháng 8 và hôm sau đó thì được mẹ anh nhận vào ngày 10 tháng 8 tại Hà Nội. Liên Hợp Quốc điều tra việc Triều Tiên cung cấp hàng hóa cho Syria. Liên Hợp Quốc mới đây cho biết, hai lô hàng có nguồn gốc từ Triều Tiên nghi ngờ cung cấp cho Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Chế tạo của Syria đã bị phát hiện và ngăn chặn kịp thời. Tuy nhiên, báo cáo không chỉ rõ thành phần của lô hàng, cũng như thời gian và biện pháp ngăn chặn. Hiện Liên Hợp Quốc đã mở một cuộc điều tra để xác định việc có hay không việc hai nước Triều Tiên và Syria bắt tay hợp tác trong lĩnh vực quân sự, vũ khí hóa học và tên lửa đạn đạo, VTV đưa tin. Vừa rồi là những thông tin chính mà chúng tôi mang lại cho quý vị trong điểm báo online ngày 23 tháng 8 năm 2017. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.